Hello, lời đầu tiên em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì là bắt đầu chúng ta đã bước vào kỳ nghỉ lễ rồi các bạn. Em tính lên video sớm hơn để mọi người có thời gian mua sắm, nhưng mà em cũng bận một vài công việc riêng các bạn, nên là hôm nay mới lên video cho mọi người được. Thì hôm nay em về cũng có một số cái là rất là đặc biệt để mọi người xem, rồi mọi người lựa chọn mua sắm cho cái đợt mọi người nghỉ lễ này, ở nhà mua sắm một cái cho nó vui vui gì đấy. Thì lời đầu tiên em xin chúc các bác là thật nhiều sức khỏe, và có đi chơi ở đâu thì cũng phải an toàn là trên hết các bác nhé. Càng những cái ngày này thì thật sự là càng phải cẩn thận đấy. Thì hôm nay em có về một số cái mặt hàng đa dạng để mọi người lựa chọn. Trong thời gian tới này em cố gắng về những cái nào mà thực sự là đa dạng hơn để mọi người lựa chọn. Chứ cái kênh của em thấy toàn hàng độc mà, thì lại phục vụ cho một số các cái bác có nhu cầu khác nhau thôi. Em muốn là đa dạng ấy, từ cao cấp, thấp cấp các thứ. Và trong thời gian tới thì em sẽ có một cái kênh Facebook các bạn, hoặc là Zalo, là em sẽ đăng luôn, là em sẽ về chuẩn bị lên cái hàng gì ấy, thì em sẽ up lên Zalo hoặc là cái group Facebook đấy. Thì các bác vào các Zalo thì chắc chắn là các bác kết bạn với em rồi, nhưng mà còn cái kênh Facebook ấy thì các bác cố gắng vào vào cái nhóm đấy, các bác follow cái nhóm đấy, là bất kể mặt hàng gì mới thì em sẽ về cho các bác, em sẽ đều up lên đấy trước để các bác biết, các bác canh, các bác xem. Thì hôm nay em sẽ view sơ cho các bác một số mặt hàng như này các bác này. Nguồn tổ ong em cũng về nhiều. Đợt này em về nguồn tổ ong này, giá chỉ có 150.000 thôi. Tuy là cái vỏ nó hơi xấu một chút, nhưng mà em bảo đảm là nguồn còn tốt hết. Một lô nguồn Miguel em mới về này. Các bác nào mà sử dụng nguồn cho cái việc gì đấy thì các bác liên hệ với em. Em thật ra này, em có sao em bán vậy, em không có cầu kỳ lắm các bạn. Chứ đúng ra cái này em mà vệ sinh đi thì nó đẹp long lanh. Đây các bác, toàn bộ nguồn là nguồn mới, gần như là mới hết. Các bác thấy không? 24V 14,6A này. Đấy. Thì riêng cái nguồn tổ ong này em về rất nhiều các bác kìa. Trong góc kìa, ngoài kho em còn quá trời luôn, em không mang về nhà. Đấy, các bác đầu tiên để em cắm cái đèn này lên cho nó sáng tí. Các bác thấy hôm nay em có con đèn này ác à? Em tháo từ cái máy của cái phòng thí nghiệm ra đấy các bạn. Cái phòng thí nghiệm nó có một cái bàn, xong là ở trên này nó có cái đèn này rọi xuống, cái đèn này ánh sáng êm dịu lắm. Không biết các bác nhìn đấy, các bác nhìn thấy nó sáng sủa hơn không? Nguyên một cái đèn này các bạn. Cái đèn này là của thằng nó là LED light suộc. Đấy, nó chỉnh được cả tất cả này, áp độ sáng này, hiển thị sáng bao nhiêu phần trăm này. Mà cái bạn nhân viên của em, bạn không biết, bạn cắm thẳng vào điện 220 cháy một cái nguồn. Nên là giờ em đang phải chạy qua một cái nguồn tổ ong kia các bác kìa. Cái nguồn tổ ong 12V ấy. Đấy các bác thấy ánh sáng nó mịn không? Rất mịn các bạn, sáng hơn. Đấy, hôm nay em view sơ các bác nhá, nhiều. Cái bộ này ấy thì là của Đức này, tí em tháo cho các bác xem con nguồn này. Nó chỉnh được điện vào là 220 này. Điện vào là 220 này. Cái đầu ra này nó có mấy cửa nữa các bác. 5 5 nấc chọn. Này, nấc 5 này là 220V này. Nấc 4 này là 170 này. Cái này là 135 hay sao này, 140 này. Cái này là 100 100 110 này. Cái này là 65 này. Nguồn này mà nó 800W các bác nha, nó tải được nguyên một cái máy lạnh của các bác luôn đấy. Nhưng mà con này mua về để các bác làm cái gì, test hay cái gì đấy. Con này của Đức thì em tháo các bác xem, ngon lắm. Cục biến dòng các bác này, cục biến dòng này. Đấy, rồi hôm nay em giới thiệu cho các bác quạt quạt nhé. Các bác phải nhìn kỹ con quạt này này, nó vuông 60, vuông 60 luôn. Đi kèm với nó là một cái tấm lưới lọc này. Lưới lọc này nó dày lắm, lọc này lọc ba bốn lớp đấy các bạn. Đấy, nó ốp vào đằng sau cái mặt này,
ốp vào sau cái mặt này các bác này. Cả một con quạt đấy nó bằng nhôm hết các bác. Bộ điều tốc đàng hoàng. Đấy. Bộ điều tốc đây, cái tủ điện này các bác để ý cái tủ điện này nhá. Em về được có 3 cái thôi. Tủ điện hôm trước các bác hỏi nhiều quá. Đấy em về được cái tủ điện này này các bác này. Thế đấy các bác, tủ điện này còn đẹp hơn tủ điện trước. Tủ điện đẹp hơn tủ điện trước. Đấy đèn thì em cũng vẫn còn cái đèn này. Và cái đèn này. Đấy, biến áp. Tủ này thì em đóng chuẩn bị em gửi đi hết rồi. Rồi là lưới lọc CB. Rồi lọc nguồn. Lọc khí. Rồi một số bác các cái món đồ này em bán thanh lý cho các bác này. Để các bác xài. Các bác dùng cho nó ok. Quạt sò kìa. Quạt sò các bác. Đấy, quạt sò thì hôm nay có quạt. Con quạt này thì của Mỹ này. Quạt này của Mỹ, con quạt này của Đức. Đấy. Con quạt kia thì của Nhật. Quạt kia thì của Nhật. Quạt này là của Đức luôn, quạt Siemens của Đức. Đấy các bạn. Để các bác xem cho vui, ngoài ra em còn một số cái bình chơi chơi ở các bác. Đấy thì. Thì các bác cho em một kênh, một cái nút like nhé các bác nhé. Một nút like và một nút đăng ký kênh. Để em có lên video nào mới thì các bác xem được ngay. Rồi siêu phẩm hôm nay là em về cái này nhưng mà em chưa đặt hàng được các bác nhé. Thì có nghĩa là các bác bây giờ mà đặt hàng thì phải vài hôm, phải vài bữa nữa các bác mới nhận được hàng. Mới nguyên kiện. Mới 100% luôn. Còn nguyên trong bọc thùng. Cái này là cái bộ nghe nhạc của xe ô tô. Đấy, bộ nghe nhạc của xe ô tô các bạn. Xíu nữa em sẽ view cho các bác cái này để các bác nghe và cảm nhận nó. Ngoài ra em có nhôm tấm này. Nhôm tấm này em về được 4 tấm, dày 2 cm. Ngang này khoảng 57, 58, gần 60, dài 1 mét. Các bác nào mà làm bàn gì mà độ chế thì lấy con này, hai con này lắp vào một cái bàn đúng đẹp. Cái tấm nhôm này thì em cũng vẫn còn. Cái tấm nhôm này các bác mua nhiều lắm này. Một bác ở Hải Phòng lấy của em đi 100 tấm. Một bác ở An Giang lấy của em 150 tấm luôn. Đấy, tấm này này. Đấy, em thật với các bác cái tấm nhôm này. Bác ở An Giang thì lấy về làm trần nhà các bác. Lấy về làm trần nhà. Nó đẹp. Cái tấm này nó đẹp. Còn nguyên giấy ni lông như vậy các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó đẹp lắm các bác. Đẹp. Đấy, để em view cho các bác xem nhá. Cái đèn này mọi người mua nhiều quá. Cái đèn này em còn có 4 năm trước. Cái đèn này các bác này. Em biết là cái đèn nào độc đáo em lấy về cho các bác. Các bác lấy như mưa vậy. Nhắn tin là hết sạch. Hết sạch luôn. Vì là em xin lỗi các bác là một số cái đơn hàng ấy. Hôm nay các bác đặt thì phải qua lễ các bác mới nhận được. Lễ này toàn bộ các đơn vị giao hàng đã nghỉ hết. Không đơn vị nào làm các bác. Không một đơn vị nào làm. Đấy, thì hôm nay bắt đầu em sẽ lên cho mọi người nhé. Cứ cái nào em lên xong thì em sẽ dẹp nó qua một bên. Để cho nó ấy với các bác nhé. Cái bộ này xíu nữa em sẽ lên cho các bác sau này. Em sẽ bỏ nó ra đây. Đấy. Rồi đầu tiên em lên cho các bác nhé. Đầu tiên đây cái mũi khoan này em về được toàn bộ là bót hết các bác nhé. Bót. Đá mài. Đá mài từ từ. Đấy. Này em lên cho các bác cái này trước này. Em lên mấy cái lô vớ vẩn này trước các bác nhé. Để các bác mua đi trước đi. Một cái cục phát wifi này là cục của Linksys. Còn dùng bình thường luôn. Em bán cho các bác 80 ngàn. Về các bác nào biết cài đặt ấy, các bác phải biết vọc vạch một tí cơ. Thì các bác thay vào. Các bác xài nhà. Đấy, cục phát wifi của Linksys. Cách đây khoảng 5-10 năm thì cái thương hiệu Linksys này nó là hàng có tiếng đấy các bạn. Bây giờ thì nó bị nhiều đối thủ cạnh tranh. Nó ít làm hay sao ấy. Em thấy ít. Nhưng mà đấy, em bán cho các bác 80 ngàn. Để các bác về các bác dùng. Đây. Em có một cái đầu này các bác này. Cái đầu cốt này này. Ở đây nó có một cái trục vuông này. Các bác vặn này, các bác xoay này. Các bác nhìn nó chạy không? Các bác nhìn nó chạy lên chạy xuống không?
Đấy, nó tịnh tiến, nó bằng nhôm hết các bạn. Bằng nhôm hết nhỉ. Nó bằng nhôm dày hết. Em đo cho các bác xem. Đây, dày 3 cm, riêng cái nhôm nó dày 3 cm. Nó dài đâu đấy khoảng 24 cm. Đấy, cái cơ cấu của nó này. Ở đây ấy, cái này là tịnh tiến lên xuống là nó ép lại. Cái đầu này nó hình V các bác này. Nó ép lại, các bác có đóng đầu cốt hay đóng cái gì đấy. Ở đây thì nó có hai thanh đồng này. Thanh đồng. Thì em nghĩ ở đây nó gắn dây điện hay nó gắn trở nhiệt vào đây này. Để nó đốt nóng cái đầu này. Đấy, nó bấm. Em không biết gì em gọi là đầu bấm cốt đi. Em bán cho các bác giá có 150.000. Con này nó phải nặng đến một ký mấy, hai ký mấy đấy. Riêng tiền nhôm, cái tiền vật liệu các bác mua cái này là dư, chưa kể inox, tiện ren này. Em bán cho các bác có 150.000. Đấy, bác nào xem về độ chế được cái gì thì các bác độ chế nhé. Đấy, cục này. Em có mỗi cái thôi. Mấy cái đồ lặt vặt này là em chỉ có một hai cái thôi các bác mua này. Rồi là bộ cưa lọng này, 80.000. Đấy, nó có lưỡi to, lưỡi nhỏ này. Các bác nào lấy thì bảo cứ bảo đặt là bộ cưa lọng 80.000 là nhân viên bên em biết rồi. Nguồn tổ ong thì em còn nhiều các bác nhé. Các bác cứ nhắn nguồn tổ ong, em toàn nguồn xịn, nguồn đẹp thôi. Các bác nào mua nguồn tổ ong của em thì biết rồi đấy. Các bác cứ dùng thoải mái. Chả mấy khi nó hư các bác. Đấy là một cái con chuột này, là chuột ấy các bác này. Chuột của cái đèn huỳnh quang ngày xưa. Các bác nào lấy thì lấy 20 cái. Đấy, này một hộp có 20 cái các bác. Đèn chuột đấy, hộp 20 cái là 40.000 một hộp. 20 cái đấy. 40.000 một hộp 20 cái tính ra có 2.000 cái, chưa đến 2.000. Đấy, các bác mua về có làm gì thì làm. Đây có hai cái ổ điện các bác này. Bác nào biết đồ điện tử, các bác biết Slider chưa? Thương hiệu đến từ Đức. Bác nhìn cái ổ điện của nó khủng khiếp không? Các bác thấy nó khủng khiếp không? Slider này nó còn VIP hơn cả Panasonic các bác nhá. Nhà giàu mới dùng Slider thôi. Nhưng mà em có hai cái à? Trước em về em lấy mẫu em lắp cho nhà nào đấy. Hai cái. Bán cho các bác giá. Các bác bắt vào cái ổ ấy có được không ta? Không biết nữa các bác. Em đo cho các bác này. Ổ này nó dài 14-15 cm ấy. Em cứ bán cho các bác 30 một cái. Thôi 50 đi. 50 hai cái. 25.000. Để về các bác xài. Cái ổ này các bác mà mua mới Slider á, nó phải rơi vào tầm 100.000 một ổ các bạn, hơn 100.000 đấy. Ổ Slider của nó không phải đồ đều đâu các bạn. Đây này, các thấy chữ Slider đây không? Đấy. Xong tiếp theo là em có cái loa này, loa của Nhật đấy các bạn này, ở bên Nhật về đấy. Nó có volume chỉnh tăng giảm này, nút báo nguồn này. Đấy, về các bác nào có độ chế nghe nhạc gì thì độ. Ở trong đây nó có nguyên một bộ mạch các bác nhá. Nó có nguyên một bộ như kiểu bộ phân tần ấy. Đấy, em bán cho các bác 90.000. Để các bác về độ chế loa nghe thì 80 đi các bác, 80 đi. Các bác phải thông cảm đi. Em mà bán á, em cứ rẻ nhất em bán cho các bác. Nhưng mà vợ em nó lên giá, nó toàn tính thêm tiền công đóng rồi là công xăng cộ các thứ thôi. Các bác phải thông cảm vậy. Mình là con trai mình thoải mái chứ. Phụ nữ người ta chắc cũng chắc chắn lắm các bạn. Đây bây, cặp nhôm NS2 này 40.000 một cặp này, hai chiếc. Toàn bộ là hàng mới hết. Cái này em bán đến phải đến 100 cặp rồi đấy. Toàn bộ em tháo ở mấy cái máy khẩu trang ra các bạn. 40.000 một cặp các bác nhá, mã NH2. Đấy, ngoài ra thì các bác này, dao cắt ống đồng này. Dao này là dao xịn các bác nhé. Tuy nó sản xuất ở Trung Quốc thôi nhưng mà hàng này nó xuất đi tất cả các thị trường này. Cái thương hiệu này nó cũng không phải thương hiệu Trung Quốc. Là các bác nhìn các thị trường nó xuất đi toàn châu Âu với EU thôi. Brazil, Tây Ban Nha, rồi Đức, rồi Linh Tinh, Pháp này. Linh tinh hết các bạn. Cái thị trường nó xuất đi.
ở trong đây nó có mấy cái lưỡi dự phòng nữa này. Cái bộ này các bác mà mua nhá phải 400-500 ngàn một bộ đấy. Một bộ này này em bán cho các bác có 160 ngàn một bộ thôi. Ở trong này các bác nào mà làm điện lạnh thì biết thừa này. Ở trong này nó có 3-4 cái lưỡi nữa, cái lưỡi tròn tròn như vậy các bác này. Đấy, để các bác thay vào đây. Một bộ dao này các bác mua 160 ngàn, bác thợ làm máy lạnh phải dùng 3-4 năm nó chưa hết. Ở trong này nó có mấy lưỡi dự phòng nữa, mấy cái lưỡi dự phòng. Đấy, em bán cho các bác 160 ngàn một chiếc. Đấy, các bác nhắn thì cứ nhắn là dao cắt ống đồng. Đấy, xong. Đây các bác này, cái đồng hồ đo amben kế này. Đấy, đo dòng, đo vôn em đều có nhé. Đo vôn em cũng có nữa. Cũng có cái đo vôn đấy. Vôn, đây vôn thì có vôn đây. Có hết các bác, có hết. Đấy, cái chuôi cắm này lại có ở đây. Đấy, cái chuôi cắm này em bán. Chuôi cắm này em thật với các bác, em về mấy trăm cái như này mà hết sạch, còn có bằng này à? Bác nào mà mua thì mua đi, 120 ngàn một bộ. Cái dây này các bác mua nó không có đâu. Bác nào mà làm âm thanh thì mua cái dây này đẳng cấp lắm. Cái anh ở Sài Gòn này, anh lên nhà em ấy, anh thấy nhìn nó sướng quá, anh lấy của em đến 70-80 bộ luôn. Anh mấy cái này là còn anh để lại này, biết là nó do nó không hợp nhu cầu của anh hay sao mà anh không lấy. Đấy, còn anh lấy của em 70-80 bộ luôn. Đấy, 120 một bộ các bác nhá, 120 một bộ. Các bác lau đi là nó mới lắm. Đây, tiếp theo em vẫn còn cái ổ khóa này các bác ơi. Ổ khóa K150 này. Đấy, các bác nhìn nó mới không? Nhìn thấy độ xịn sò của nó. Đấy, các bác thay 150 ngàn này. Cái này thì nó không có chìa các bác nhá. Các bác để làm nhà tắm hay là cái gì đấy, chỉ ở trong chốt được thôi. Đấy, nhưng mà nó cũng đẹp đấy các bác. Này, các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy nó đẹp không? Hôm nay hàng xóm nhà em người ta hát hò từ sáng giờ các bạn. Đấy, tiếp theo em lên cho các bác cái mũi khoan Phi 25 105 ngàn. Quá rẻ. Mũi này các bác mà mua khá đắt đấy. Phi 25. Cái mũi này bây giờ bác nào làm công trình, nhưng mà mũi này mũi Phi 25 các bạn. Này đừng, các bác tra thông số của nó này. Cái chiều dài mũi khoan là 20. Cái mũi khoan này, cái mà khoan được ấy là 20. Đấy, còn tổng chiều dài của nó là 250. Đây nó có ghi thông số các bác này. Phi 25 200 nhân 250. Hôm nay em phải lên sớm các bạn, vì em mai em còn đi chơi nữa. Rồi, bây giờ đây các bác ơi, cái này này, lưỡi bót này. Em lên cho các bác cái này. Bác nào mà làm thợ mộc thì lấy đi nhá. Em về đâu lấy được 5-60 cái à? 5-60 cái. Đấy này. Lưỡi bào 150 ngàn. Cái lưỡi này các bác mua giá thị trường bây giờ luôn. Mũi của bóp nó rơi vào khoảng hơn 300 ngàn. Các bác cứ check đi. 82 nó gắn cho cái máy bào tay các bác nhá. Này các bác nhìn này. Em là không bán cho các bác đồ đểu đâu. Các bác nhìn đây, lưỡi bào cho máy bào. Đấy, nhập khẩu này công ty Boss Việt Nam này. Date mid 2019 rồi. Ngoài hai cái lưỡi chính này của nó ra, nó còn tặng kèm hai cái lưỡi phụ nữa. Nhưng mà em không biết là nó gắn ở đâu. Đấy, không biết nó gắn ở đâu. Hình như nó gắn vào đây, nó ốp vào đây sao này. Đấy. Coi như các bác mua một cái này được một cặp này mà được ở đây. Cái bác các bác mua của Makita thì chắc nó khoảng trăm mấy à? Nhưng mà đây là thằng Boss, các bác cứ check cái mã này đi này. Bác check cái lưỡi của Boss này là các bác biết này, giá của nó có đúng không? Có đúng như em bảo là hơn 300 ngàn không? Em bán cho các bác có 150 ngàn này. Đấy, 150 ngàn một bộ. Một bộ này luôn các bác nhé, hai lưỡi. 150 ngàn. Nguyên đai, nguyên kiện. Đấy, xong các bác nhé. Xong. Nay em có cái motor hơi các bác này. Còn mới nguyên, 185 ngàn. Nó nặng đâu đấy một ký. 185 ngàn thật sự. Không đủ tiền mà mua cái xác này. Chứ chưa nói đến công chế tác. Cái này nó còn mới nguyên các bạn.
Cái lỗ này các bác cắm hơi vào đây nó còn nguyên gioăng luôn. Nguyên bộ phụ kiện của nó này. Motor hơi. Các bác có xem vào việc gì được thì lấy. Motor hơi. Đấy. Motor hơi các bạn. Motor hơi xong. Được. Xem lên cho các bác này. Cái đế Rle 8 chân. Cái 9.000 một con. Của Orom các bạn. Bác nào mà làm điện công nghiệp thì lấy cái này đi các bác. Ngon lắm. Sản xuất ở China thôi nhưng mà có Orom các bác nhé. Hàng chất lượng cao đấy, không phải hàng vớ vẩn đâu. Cái đèn này thì em còn khoảng vài cái thôi. Bác nào lấy thì lấy. 4-5 cái à? Đèn này em còn 4-5 cái thôi. Mã D13 các bác nhé. Mã D13 cái đèn này khá đặc biệt đấy. Về nguyên một cái lô công mà nó có được cứ 100 cái, hơn 100 cái. Đấy. Có một cái anh ở Hải Phòng, anh lấy 100 tấm nhôm này của em này. 100 tấm nhôm này này. Anh bảo là có cái đèn này, anh lấy vài trăm cái nữa. Mà em không có đâu, em có trăm mấy chục cái em bán cho các bác để các bác mua sắm vậy. Lô này vẫn còn này, lô 90.000. Cái hộp này cũng còn các bác nhé, hộp nhôm này. Nhôm 125.000. Đạt lên lấy cho anh một cái hộp máy phát nhạc này xuống. Cái máy phát nhạc này, một cái hộp mới, một hộp thôi. Này xuống cho. Đấy, các bác nhá. Các bác nhìn này, cái bơm này em video trước em thử cho các bác rồi này. Chạy điện 220. Nó có cái đầu hơi ở đây này. Nó cái này chủ yếu nó hút nước các bạn. Hút nước được. Hút nước được. Có một cái của Nhật nữa. Nhật y chang vậy nhưng của Nhật. Đều đồng giá là 115.000. Rồi để đây. Đấy xong các bác nhá. Này xong này. Cái dây đai này em còn này. Dây đai 70cm này 290. Dây đai 2m3 là 580.000. Free ship. Các bác. Dây đai này bác nào mà làm máy ấy là lúc nhờ lắm, lúc cần lắm đây này. Các bác có anh em bạn bè nào mà dùng thì giới thiệu mua hàng của em. Mua hàng của em đảm bảo về chất lượng các bác. Đấy, em nói thẳng với các bác là em không bán đồ đều. Nhiều bác bảo em là không bán đồ đều mà tôi thấy chợ ông bán nguồn với các thứ Trung Quốc là em cũng nói rõ luôn là cái đấy em thanh lý được. Em thu mua lại được của cái nhà thuốc gì đấy, pharmacy đấy, thì em bán cho các bác, cho các bác vui thôi. Thế mà cũng hết đấy các bạn. Bây giờ nhiều bác hỏi cái đấy mà không còn, nó phù hợp với nhu cầu. Em bảo các bác nào mà làm biển quảng cáo hay cái gì ngoài trời ấy, thì các bác cứ lấy con nguồn rẻ rẻ thôi, xấu xấu thôi. Ví dụ như con nguồn tổ ong em bảo các bác đấy, 150.000 này, vỏ nó hơi xấu thì tí thôi nhưng mà nó hàng hiệu, nó bền, các bác dùng ngoài trời thoải mái. Đấy. Này các bác này, em có hai cặp, em có một cặp cốc đạp này, cốc đạp đôi 90.000 một cái. Cốc đạp này của Mỹ các bác nhá. Cốc đạp này của Mỹ, không phải cốc đạp Trung Quốc các bác mua 40-50 đâu. Cốc đạp này của Mỹ. Cốc đạp đôi. Đấy. 90.000 trên một cái này, một cặp này. Phải trái. Của Mỹ đấy các bạn. Mỹ cái gì nó cũng chất lượng trời. Hôm nay thật sự em mệt quá các bác. Chứ không em nói chuyện rồi em tư vấn bán hàng cho các bác nó còn hay hơn cơ. Hôm nay cũng mệt quá. Đấy các bác nhé, cái này thì em cứ bán đồng giá cho các bác là 65.000 một cái. Nó có nhiều hình thù lắm các bác. Tròn có này, vuông có này. Cho bác xem này. Này của Hàn Quốc. D800 thì chắc cái này 8cm này. 8cm. Đấy. Bác nhá, cái đồng giá 65.000. Các bác mua thì cứ nhắn cho em. Thôi. Ngoài ra đây. Cái hai cái ổ điện Mỹ hôm trước các bác lấy nhiều quá. Hết sạch rồi các bác. Giờ em về cho các bác này. Ổ điện
330 ngàn. Mới một gần như 100%. Ổ này của Mỹ. Ổ này của Mỹ cơ nhỉ. Để em xem cái chữ Mỹ ở đâu. Đây, made in Canada các bạn. Nhưng mà lại cái công từ công Mỹ về. Các bác nhìn nó mới không? Đây, đằng sau này nó có cầu chì này. Nó có công tắc này. Nhưng mà có một cái như vậy này. Các bác phải biết chơi. Ổ Mỹ, nó là ổ Mỹ. Đấy, em cho các bác nguyên một cái dây này của nó nhé. Úi giời, nó cắm chắc lắm. Em bán cho các bác 330 ngàn nhé. Riêng cái sợi dây nguồn Mỹ này này. Cái sợi dây nguồn Mỹ này, các bác mà mua lẻ nó đã khoảng 200 ngàn một cái rồi. Nó đã 200 ngàn một cái rồi các bác. 200 ngàn một sợi dây. Chưa nói đến cái ổ này. Các bác nhìn nó chất lượng không? Em quay video vào thôi nhé, em đưa cho các bác xem này. Nó như mới vậy đó. Này các bác nhìn thấy chữ Made in Canada. Canada các bác. Đó. Đấy thì ổ Mỹ nó phải chân Mỹ các bác nha. Về Việt Nam các chân Việt Nam không cắm ở đâu. Các bác nào mà thực sự ổ Mỹ, chơi ổ Mỹ thì mua. Đây em cho các bác này, các bác thấy chân của nó chưa? Nó cắm lọt vào trong này. Nhưng mà cái thằng này này thì phải cái chân dẹp này các bác nhé. Chân dẹp ba chân. Chân này còn dễ chơi nhé. Chân này các bác về vẫn chơi được. Đấy, 330 ngàn. Các bác nào thích đồ Mỹ thì... À cái này đồ Mỹ đấy, nhưng mà nó là Canada. 330 ngàn. Ổ điện 3 các bác nhé. Ổ điện 3. 330 ngàn. Kèm một sợi dây này luôn. Tiếp theo các bác nhá. Em lên cho các bác cái này cực kỳ hữu dụng mà. Giá quá tốt luôn. Đây các bác. Các bác nào mà lớn tuổi là biết cái khay này. Trong thời chiến tranh này các bác thấy cái khay này đúng không? Đấy. Bây giờ thì các bạn trẻ dùng cái này đi picnic nhiều. Đấy các bác. Đấy. Nhôm dày các bác nhá. Nhôm 2-3 ly. Dày dặn lắm. Chứ không phải là đồ mỏng như kiểu đồ Trung Quốc vớ vẩn đâu. Các chỗ khác đang bán cho các bác phải 120 ngàn nhá. Các bạn cứ lên YouTube search cái khay này có chỗ bán này. Đồng giá là phải trên 100 ngàn hết. Nhà bán cho các bác chỉ có 85 ngàn thôi. Các bác ghi K85, 85K. 85 ngàn một bộ. Một bộ như vậy này. Hai cái. Đấy. Các bác thấy chữ không? Sáp tên mess kit gì đây này. Đấy. Ngày xưa các bác thấy cái em không nhớ là cái này của Mỹ hay của Nhật nữa. À của Mỹ hay là của Nga nữa, nhưng mà nó có hơi hướng là ngày xưa đấy các bác. Đấy. Các bác nào làm sửa chữa gì mua về đựng ốc cũng được. Định làm cái khay đựng ốc, em thấy mấy bác sửa xe máy hay cho ốc vào khay này. Các bác nghĩ đi. 85 ngàn một bộ. Quá rẻ. Em lấy toàn đồ hữu ích cho các bác rồi. Full nhôm luôn. Cái tay này thì bằng thép. Bằng inox chứ không phải thép. Đấy các bác nhá. Cái này các bác phải lấy đi. Em thấy quá hợp lý. 85 ngàn. Bình tĩnh, em sẽ lên cho các bác toàn hàng độc thôi. 85 các bác nha. Mã K85. 85 ngàn các bác. Tiếp theo là em lên đến cái biến áp này. Cái biến áp này là nó ra là 28V. Nó 300W. À 300VA. Con này cũng của Mỹ đấy các bạn. Chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. 28V 10.45A. Biến áp Mỹ. Em không biết cái bộ này nó làm để cái gì nữa, nhưng mà nó có nguyên cái bo mạch này. Bác nào mua cái này là lời đấy. Em bán cho các bác chỉ có 350 ngàn thôi. Các bác nhìn cái dây đồng của Mỹ chất lượng. Này, em cho các bác xem này. Các bác thấy không? Thấy đồng đỏ cọng mà cái
từ cái ni lông nó bọc đến này, tem mát này, đúng chất Mỹ. Có nghĩa là các sản phẩm của Mỹ bây giờ nó hoàn thiện rồi các bạn. Chứ không phải nó đang phát triển nữa mà nó hoàn thiện rồi. Đấy, bác nào lấy thì nhắn em nhé. 350.000 nguyên bộ này luôn. Tiếp theo các bạn, theo em đến cho các bác. À đây cái ổ điện. Ổ điện 2 là 230.000. Ổ điện Mỹ các bạn. Ổ này thì Mỹ xịn rồi. Ổ này thì đặc biệt như vậy nhé các bác. Các bác phải để ý này. Các bác có thấy cái chân này của nó không? Chân này của nó lại chân ngang, không phải chân dọc. Đúng ổ Mỹ luôn. Đấy các bác cắm vào đây này. Này các bác nhìn này. Đấy các bác có thấy cái ổ này nó ngang không? Nó ngang các bạn. Đấy các bác mua về sưu tầm hay mua về dùng ấy thì các bác phải cân nhắc nha. Một là các bác dùng hàng Mỹ. Cái ổ này lúc cần không bao giờ có. Này, ổ này thì các bác có thấy made in the USA không? Cái ổ điện này khéo tuổi, nó nhiều hơn tuổi các con bác ấy. Bác nào mà có con chừng 20 tuổi là cái ổ này chắc nó phải có 20 năm rồi. Mà nó vẫn dùng đến giờ mà các bác nhìn nó như mới nhé. Đây là em chưa có lau dọn gì hết. Các bác mà mua về là như mới vậy đấy. Đây các bác nhìn tem của nó là các bác thấy này. Made in the USA này. Đấy. Em bán cho các bác chỉ có 230.000 ổ điện số 2. Đấy. Các bác lấy thì để ý nhá. Đây các bác, tiếp theo là đến thằng này này. Thằng này em cứ tưởng nó Nhật nhưng mà nó Mỹ luôn. Các bạn. Chicago này, các bác thấy Chicago. Chicago. 120 VAC, 15 ampere. Nó có cái cầu chì. Nó có cái cầu chì, có nút on off này. Có mấy bác mua của em trước hai cái ổ Mỹ đẹp quá. Nguyên cả lọc cả liếc 250.000 đấy. Mà bác về bác không biết bác cắm vào cái ấy nó cháy mất. Đấy cái ổ điện này thì 180 các bạn. Các nào mua sưu tầm thì mua con này thì nó hơi xấu, nó hơi xước. Thôi để cho các bác 150 đi. Thôi 150 em hơi lỗ. 160.000 đi. Phụ các bác 20.000 tiền ship. Đấy các bác cứ nhắn là ổ điện Mỹ 1, 160.000. Những cái này nó cắt dây rồi. Đấy bác nào mua về sưu tầm thì mua. Đấy xong các bác nha. Tiếp theo đến con lọc này. Con lọc này em còn duy nhất một con. Lọc khí 900k. Hôm trước có bác nào bảo lấy cái này mà em thật sự là em không có chốt đơn được. Vợ em nó chốt đơn rồi nó bỏ đơn tè le hụt me hết. Bác nào hôm trước lấy cái này thì vui lòng nhắn lại cho em đi. Nhắn lại cho em gửi cho bác. Hôm nay lễ em giảm cho bác 50.000 đi, 850.000 để phụ vào phí ship cho bác cái này. Đấy các bạn. Khí vào này, lọc khí tách nước này, xong là nó tách dầu này, đi qua van điều áp này, đi qua chỗ này có cái van khóa này. Đấy, nó có cái van khóa. Xong là nó có cái này là cái giảm, cái kiểu cái giảm thanh ấy các bạn, xong nó ra. Đó. Chất lượng lắm, SMC các bạn. Hàng SMC của Nhật thì, riêng mà nói về đồ khí nén, SMC là đẳng cấp thế giới luôn. Tiếp theo các bác nhé. Em lên đây bác cái kéo cắt này. Kéo cắt tôn này. Cắt nhôm này. Kéo K100.000. Rất đẹp các bạn. Cái kéo này. Cái kéo này không phải kéo bình thường nữa các bác nhé. Cái kéo này là nó xuất đi thị trường này. Đức này. Rồi là cái gì Pháp hay Tây Ban Nha gì đây này. Pháp này. Anh này. Là cái gì đây, Thổ Nhĩ Kỳ này. Nói chung là nó toàn xuất đi các nước châu Âu, nước ấy thôi, nước phát triển thôi. Là các bác biết cái chất lượng của cây kéo này nó cỡ nào rồi đấy. Em bán cho các bác 100.000. Cây này mà giá thị trường mới của nó phải 700-800.000 một cây. Nếu mà nó xuất sang mấy thị trường này. Các bác đặt mã cây này nhé. Tiếp theo bộ xả nhấn các bác ạ. Xả nhấn của Toto. Toto. Em bán cho các bác hôm nay lễ còn 750 đi các bác. Để các bác mua.
Em cũng còn có một bộ thôi. Mấy bộ sen cây kia hôm trước bán hết rồi. Bác nào mà dùng Toto thì biết rồi. Thiết bị vệ sinh mà Toto thì quá tốt. Đây các bạn, cái này của Mỹ này. Nhà bác nào mà đang có phòng trọ hay cái gì đấy này, ví dụ các bác xem truyền hình cáp ấy, các bác cắm vào đây là các bác chia ra được mấy cổng nữa. Cái thời mà chưa có internet mình hay xem mạng ấy các bác, à xem cáp ấy, một đầu vào ở đây này. Đấy, xong là cắm ra là cho mấy đầu này. Đấy. Hoặc là cái nào, cái này là chữ nó gọi là chân analog nữa các bác. Toàn bộ các chân này nó mạ vàng hết các bác. Lỗ trong rồi này. Mạ vàng hết. Cái này mà thời xưa thì đúng là đẳng cấp luôn đấy. Bây giờ rất tiếc là ít người dùng analog nữa chứ còn. Đấy, bác nào mà lấy. Cái này em để cho các bác 80 cái nhỏ này nhé. Nó mạ vàng hết đấy các bác. Cái chân này các bác mua các bác trưng được 80 ngàn. Các bác làm cái kệ trưng bày sản phẩm giống em này. Xong các bác kia, xong các bác trưng lên đấy. Trưng lên đấy cho nó vui vậy đấy. 80 ngàn. Bác nào mà có cái ý hay là cứ mua mấy cái nhỏ nhỏ mà đặc biệt này của em này, là sau này các bác có một bộ sưu tập toàn đồ độc luôn. Cái này 80. Mà cái này dùng được ấy, chứ có phải là hàng vứt đi đâu. Cái này để cho các bác 120 ngàn đi. Nó bằng nhôm phay hết các bác nhá. Tiền nhôm không là, là quá tội rồi. Đấy. Sau này các bác trưng lên, các bác trưng lên, các bác thấy không? Đấy, này các bác nhìn này. Sau này đi vào nhà mà trong một cái kệ trưng bày của các bác mà nó có mấy cái này cũng đặc biệt lắm chứ. Nhìn nó xịn lắm, nó không phải như hàng vớ vẩn đâu các bác. Này các bác thấy chân nó mạ vàng hết chưa? Đấy, các bác để vậy không ngon à? 120 ngàn. Cái này to hơn thì để các bác 150 ngàn đi. Đấy, nó cũng có chân gì chứ. Bác nào biết thì mua, quá rẻ. Này, em cho các bác xem thông số nhé. Các bác thấy made in USA chưa? Đấy, đồ Mỹ nó vậy đấy. 150 ngàn. Em bán để kỷ niệm các bác thôi. 3 cái các bác. 80, 120, 150. Bác nào chốt luôn một combo này đi này. Các bác lấy luôn một combo này đi. Em đóng hàng cho nó đỡ phải xé lẻ. Xé lẻ. Tiếp theo đến lọc nguồn đi các bác. Lọc nguồn. Cái lọc này là chân này các bác cắm, các bác cắm vào đây là xong. 170 ngàn. Mã L30 10A. Con này 10A. 10A. Hôm nay lễ em giảm giá cho các bác luôn. Đấy, 170 ngàn. Mỗi con em giảm từ 20 ngàn đến 30 ngàn. Các bác nhé. Mã lọc L30 170 ngàn. 10A. Có sẵn chân cắm đây các bác cắm vào là xong. Xong L30. Tiếp theo là đến L27 các bác này. Lọc Chapner của Thụy Sĩ. Các bác thấy nó có chân cách điện này. Đấy. Các bác thấy nó xịn sò. Lọc Chapner. Con này sản xuất ở Thái Lan. 12A. Mã L27. Các bác nào nhé, các bác nghe em nhé. Con lọc này nó 12 ampere thôi, nhưng mà size của nó size to. Lọc 2 tầng. Cực kỳ ngon đấy các bác. Các bác mà nghe mấy cái dàn mini ấy, chỉ có một cái âm ly và một đôi loa để cái thứ 12A là dư. Tâm lý của các bác là muốn mua cái to cho nó thoải mái thôi chứ còn. Mã L29 250 ngàn. 17A các bác. Chapner L29. L28 240 ngàn. Con này 16A. Các bác cứ nghe em đi. Các bác mà có một dàn nhỏ ấy, hoặc dàn vừa vừa ấy, 16A, 12A là thoải mái rồi. Không có, không phải lo là thiếu tải hay thế nào cả. Con này 16A luôn, 240 ngàn. Con này có Chapner các bác này. Con này em chưa biết nó sản xuất đâu luôn. 12A 230 ngàn. L27 230 ngàn. Đấy. Con này các bác nhìn chân nó như thế này cơ mà. Các bác nhìn cầu đố đấu nối của nó là các bác biết nó là hàng cao cấp.
Đây các bạn, ngoài ra có một con lọc thô này, không có vỏ. Con này là của Nhật hay sao đấy? Không biết của Nhật hay của Mỹ. Em tháo từ máy ra đấy. Little, à con này hàng châu Âu rồi các bạn. Hàng châu Âu rồi, không phải hàng Nhật. Này con này em bán cho các bác là bờ 40, 250 ngàn. Giảm 20 ngàn là 250 ngàn. Con này tải của nó khá to đấy các bạn. Riêng mà nói về ampe con này thì khá to đấy. Để em xem nó bao nhiêu ampe. Không biết nó bao nhiêu ampe. Không biết nhưng mà nó khá to đấy. Con này chắc phải 20-30 ampe đấy. Bác nào mà lấy về mạch thì lấy. Con này 20 ampe các bạn, lọc chrome của Đức. 20A. 220 ngàn, size nhỏ các bác nhé. Bác nào mà lắp tủ nhỏ là lấy con này là hợp lý này. Có sẵn dây. Tiếp theo là đến con L25 10A 180. Lọc chrome này cũng lọc của Đức luôn. Nó sản xuất ở Trung Quốc thôi các bạn, nhưng mà nó là của Đức. 10A. Rồi. Con Schaffner này này cũng L20 190, con này cũng 10A các bác nhé. Con này cũng size to. Con này cũng ngon đấy. Rồi, em lên cho các bác này. Lọc Nhật Bản TKD, TDK. Ui, con này nó, con này đắt này. Thế mà sao em bán cho các bác rẻ thế? Hai tầng lọc rưỡi, 250 ngàn, 20A. Các bác mua con này đi này, 20A các bác lấy con này ngon này. Lọc 2 tầng mới gần như 3 tầng. Con này mà lọc thì chắc về độ nhiễu về 0000. Đẹp lắm các bạn, con này chất lượng lắm. Chất lượng lắm. Đấy, còn đây lọc này các bác nha. Con này 240 ngàn, 30A. Lọc Sosin. Sosin cũng lọc Nhật đấy các bạn. Con này thì các bác cứ tháo cái đầu nối này ra. Con này nó lọc một tầng thôi, nhưng mà cũng ngon đấy. Lọc Sosin không phải lọc bình thường đâu các bạn. Em không tháo được cái này ta. Các bác nhìn dây đồng nó to chưa? Các bác đấu vào đây, đấu hai chân này. Chân này bỏ đi. Hai chân này. Còn lọc của nó, bác nhìn dây đồng này. Ôi. Bác thấy chưa? 240 ngàn, 30A. Em có hai con này, có hai con. Sosin Nhật. Tiếp theo là con này các bạn. L34 240 ngàn, 20A. Con này lọc Lambda TKD. Con này khá mới. 20A các bạn. Các bác nghe giá âm thanh cứ lấy, các bác nghe em lấy 20A là thoải mái rồi. Con này là 30A. Lọc Hàn Quốc 250 ngàn. Con này các bạn này, con này xịn này. Sosin này, 15A, 250 ngàn. Nhưng mà con này size to các bác nhé. To gần bằng bàn tay này. Con này size to đấy. Các bác nhìn chân nó như thế này cơ mà. Các bác dùng cơ mà hết đời không chắc nó có hư. Tiếp theo là con này các bác ơi. 30A, 250 ngàn. Con này Matsushita. Con này cũng còn ok đấy các bạn. 30A. Em có hai cục thôi. Đấy, còn lọc 10A này cứ lọc Tokin. 180 một cục các bạn, L35. Các bác lấy đi. Trời ơi, con này đẹp các bạn. Rồi, hôm nay em về cho các bác một số con quạt siêu phẩm luôn. Quạt siêu phẩm để em thử cho các bác. Thử con này trước đi.
Con này là quạt Siemens của Đức. Cơ à, nó hơi đặc biệt một cái đấy. Đầu các bác nhìn đầu nó này. Ôi dồi, nó nặng 90 cân nhỉ các bạn. Con này nặng lắm. Toàn bộ bằng nhôm phay hết. Nhôm phay. Nhìn thấy nó mới không? Bác thấy được độ mới của nó chưa? Quay cho các bác xem. Nó hút vào đầu này, nó thổi ra đầu này các bác nhé. Cái này nó trong mấy cái máy của y tế đấy các bác. Trong mấy cái máy của y tế đấy. Các bác nhìn nó này. Inox, nhôm. Nhôm. Con này 9kg. Em bán cho các bác có giá có 870 ngàn. 9kg. Quá xò. Giờ em cắm điện cho các bác xem nhé. Nó chạy nhé. Các bác xem nó chạy này. Con này thì đặc biệt là nó là dòng tăng áp kêu hơi to đấy các bác này. Gọi là nó kêu to vậy đấy. Chứ nó không to lắm đâu. Ở đây các bác nhìn này. Nó là dòng tăng áp. Tăng áp thôi ạ. Các bác thấy chưa? Chạy lên thì nó chỉ kêu vậy thôi, nó êm vậy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Quạt này là quạt Siemens các bác nhỉ. Này. Siemens của Đức mà nói về BLC thì về BLC điều khiển thì nó là số 1 luôn. Em đi công trình rất nhiều các con BLC điều khiển của Siemens. Không có hàng phải chờ. Việt Nam mình phải nhập từ bên Trung Quốc về. À, nhập từ bên Hàn Quốc về. Đấy. Tiếp theo là con này. Con này thì của Mỹ các bạn. Con này thì của Mỹ. Con này cũng đẳng cấp lắm. Tháo cái này ra. Con quạt này của Mỹ các bạn. 420 ngàn. Con này nó cũng. Này các bác nhìn mấy cái con tụ của nó thôi. Các bác thấy chất lượng của nước ngoài chưa? Con này là của Mỹ các bác nhỉ. Đây này em xem nào. Đây. Các bác thấy chữ Made in USA. Chạy điện 220 đến 230. Nhưng mà con này nó lại thổi ra cái đầu này các bác. Có nghĩa là các bác mà phải bắt nó ở trên tường như thế này này. Bác phải cho nó đứng như vậy này. Đấy, nó hút gió ở đây. Nó đẩy ra đây. Con này thì nó mạnh lắm. Con này nó cũng kêu to bằng con này này. Kém con này một tí. Nó là quạt tạo áp. Toàn bộ vỏ của nó bằng composite hết. Toàn bộ vỏ của nó bằng composite các bạn. Để em cắm điện cho các bác xem nhé. Cho các bác xem nó chạy. Thôi khỏi đi con, để cắm cho các bác xem nó chạy. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho các bác con này nhé. Quạt này là quạt của Đức. Này các bác thấy chưa. Đấy, Made in Germany này. 440 ngàn. Con này lấy hai đầu gió luôn các bạn. Con này chạy khá êm. Riêng mà nói về độ êm ấy, thì em thấy quạt Nhật vẫn êm nhất. Nó chạy rất êm. Quạt sò mà quạt sò Đức ấy thì cái dòng mà kiểu như này này thì nó chạy lại êm. Còn cái con kia nó là con tăng áp. Thành ra là nó chạy hơi to. Con này các bác này, con này các bác phải lấy đi nhé. 440 ngàn. Em có sẵn cái ống gió này em gắn cho các bác này. Đấy các bác chỉ việc chụp cái ống gió vào đây là các bác dẫn gió hút ở đâu đi đâu cũng được. Em cắm nhá. Cắm cho chạy này. Khá êm đấy các bạn. Như vậy là quá êm. Úi giời. Các bác thấy nó thổi mà cái cánh quạt này ở trong này nó còn chạy tít mù khơi. Đấy các bạn. Các bác phải để ý con này nhá. Con này thì kích thước của nó đây.
Nó ngang khoảng 20cm, 21cm. Cái này cả cái này nữa thì vào khoảng 27cm. Đấy. Nó cao khoảng 23, 22cm, 21cm. Có sẵn bác nào mà làm quạt hút này. Con này quá tuyệt vời luôn. Các bác nhìn em tắt đi mà bây giờ là cánh nó vẫn còn quay này. Cái bạc đạn của nó khủng khiếp lắm. Đấy. Con này các bác có thể chạy 24 trên 24 được. Con này các bác chạy 24 trên 24 được. Con này 870 ngàn các bác nhé. Đấy, quạt Siemens của Đức. Các bác nhìn nó mới không? Mới lắm. Con này nó hơi đặc biệt một cái này. Cái ống gió này nó hút, để nếu để nằm nó hút vào đây thì nó lại đẩy ra đầu này. Đấy, nhưng mà nó mới lắm các bạn. Nhôm. À chết rồi, còn con lọc này chưa ấy này. Con lọc này, ui con lọc này nặng lắm các bạn. Lọc to 30A, lọc TKD. Con này cũng dòng cao cấp, 570 ngàn. Em cân cho các bác xem nặng mấy ký. Úi giời ơi, gần 5 ký. Các bác thấy chưa? Con này là siêu tải, siêu lọc, 570 ngàn. Lọc TKD Nhật Bản. Các bác nhìn lọc TKD Nhật Bản. Đây, quận dây Hàn này em bán cho các bác này, 5 ký này. Dây 1.0. Dây này nó hơi han một xíu nhưng mà vẫn còn ok. Em bán cho các bác giá thanh lý luôn. 250 ngàn. Quận này các bác mua chắc phải 500 ngàn đấy. Dây Hàn này này. Dây này dây lõi thuốc hay sao đấy, em không biết, các bác check thử xem. 250 ngàn. Đấy. Bác nào làm thợ hàn ấy thì lấy cái này của em đi. Giá thanh lý giá rẻ. Cây ấy, cây phơi đồ ở trong ấy các bác này. Em có cái cây phơi đồ này. Inox mới đẹp. Mới cống luôn các bác, mà lau thì nó mới luôn. Cây này bán cho các bác 150 ngàn. Cây phơi đồ này nhé. Các bác mà đi mua đi. Phải cứ 500 ngàn trở lên một cây này. Có chỗ bán 750 ngàn. Nếu mà inox xịn như này, mà bóng cái loại, mà cái loại bóng như vậy các bác nhé. Bóng như vậy này. Các bác cứ đi hỏi đi xem có đúng không. Thấp nhất là phải 450 ngàn đến 700 ngàn. Đây em bán cho các bác có 150 ngàn này. Các bác về các bác bắt ở nhà các bác dùng. Ngoài ra dây trượt thì em còn cái này các bác. Dây trượt này. Dây trượt Nhật. Dây trượt Nhật các bạn. Các bác thấy không? Các bác nào mà lắp tủ, lắp tiếc gì thì mua đi. Đó, mã R5 này. 110. Dài 50. Đấy. Cây này thì dài 72. Các bác nhìn cây này á. Nó trượt ra đây rồi nhá. Sau nó trượt được ra đây nữa. Nó trượt ra được khoảng 1m6 gì đấy. Cây này này, các bác này. Tiếp theo là đến cây này các bạn. Cây này dài 60 này. Dây Nhật thì miễn bản các bác xem em view đấy. Dây Nhật nó 4 lớp. Các bác nhìn nó 4 lớp nhá. Chứ không phải là nó giống mấy cây kia đâu. 4 lớp. 4 lớp bi. 4 lớp bi thì không biết dùng đến khi nào mới hư. 4 lớp bi luôn. Nếu bác thấy cái tiếng động của nó cạch. Nó cạch đấy. Đây các bác, em thích cặp này này. Các bác bắt tủ. Thật với các bác không còn điều gì để chê về nó nữa. Này các bác thấy nó kêu này. Cạch. Đấy các bác nhìn, em chỉ dùng một lực rất nhẹ thôi. Bởi vì sao? Nó 4 lớp bi các bạn. Cặp ray này. Chứ không phải là mà nó 4 lớp sắt. Chứ không phải là chỉ có
một cái cặp này xong để lên đây như vậy đâu. Cái này là cũng tạm tạm, với cái này của nó cũng mấy lớp này, một lớp này, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp. Mấy cây Trung Quốc các bác mua cặp 100, 120 là nó một lớp rồi. Này, các nhìn em này. Đấy, thấy chưa? Các thấy. Các thấy ok chưa? Ngoài ra con quạt sò gắn đấy này em vẫn còn được 2-3 con các bác nhé. 430.000. Đây các bác này, mã đèn này em còn 120k. Đấy các bác nhìn này. 120.000, thép dày dặn lắm. Có một số em gửi hàng đi nó bị vỡ mất. Em cố gắng em sẽ đóng cho các bác kỹ. 120.000. Bác nào mà xây nhà thì lấy đi các bác. Bắt ở ban công. Bắt ở ban công là đúng bài. Đường kính nó 30cm các bác nhé. 32cm. Ngoài ra thì con này em vẫn còn này. 155k. Cái này các bác. Ok lắm cái chóa của nó này. Nhìn bộ đèn như vậy mà có 150.000. 150.000 thì các bác bảo cái con gì mà sướng hơn nữa. 150.000. Đấy các bác, cục biến dòng này 85.000 này. Cục biến dòng này các bác nhé. Đó. Cái biến áp này em vẫn còn một con này, 400.000, giảm giá các bác còn 350.000 luôn đi. Để phụ vào tiền ship cho các bác. Em không biết nó là nó ra điện bao nhiêu, không có thời gian thử. Các bác tự thử giúp em cái. Con biến áp này các bác nhé, biến áp này vẫn còn này. Con biến áp này ấy, nó ra được 15, 600 này. Đấy, biến áp 15, nó ra được điện áp này các bác này. 0 này, 18V này, 6V, 15V. Đấy, cục này của Nhật. Các bác đừng tiếc tiền mua cái CB chống giật này các bác. Lắp ở nhà, con 30A này các bác lắp ở tầng là thoải mái này. Nhà bác nào mà ít dùng con 30A này cũng thoải mái, không cần phải nhiều. Khởi động từ em vẫn còn. Khởi động từ này là đi 60A này. Con này là 30A này. Con này là 10A hay sao này. Ngoài ra cái CB, nhiều bác hỏi em CB 75A mà lắp tổng nguồn nhà ấy. Đây nhá các bác nhá. Đấy, CB Nhật 290.000, to một gang tay. Các bác mà lắp con CB này thật chấm hết luôn. CB này dòng cao cấp, nó có chế độ bị lỗi là nó đứng ở giữa này các bác này. Các bác bật lên không được, các bác phải đóng hẳn xuống xong các bác mới bật lên được. Đấy, chỉ những dòng CB cao cấp mới có cái chế độ đấy thôi. À đây, ngoài ra em có tấm này rất độc các bác này, bán cho các bác 520.000. Các bác thấy nó không? Để các bác decor. Các bác nhìn nó như một hình cái mái nhà thế. Đấy. Để em đo cho các bác kích thước của nó nhá. Về các bác. Đây. Cm. Cao 65cm. Đấy. 98 là coi như 1 mét đấy các bạn. Đấy, bây giờ như này các bác nha. Này. Dài này là 98cm. Cao là 65cm. Đấy. Khung này là bằng inox. Khung inox. Cái này bằng nhựa, nó bằng nhựa gì cứng lắm. Các bác nào mà để decor treo tun hay làm cái gì đấy, em thấy hợp lý lắm. Em bán cho các bác giá 520.000. Hôm nay lễ em giảm giá cho các bác. Chỉ còn 500.000 thôi. Đấy. Đẹp các bác. Con này đẹp đấy. Này này, view cho các bác xem. Inox cũng sáng bóng đi vậy. Này các bác nhìn nhé. Cái độ hoàn thiện của nó là nó ở cái chỗ này các bác này. Các bác thấy cái độ hoàn thiện của nó. Vuông thành sát cạnh. Tuyệt đối luôn. Không còn điểm gì để chê nữa. Bác treo đúng bài. Ngoài ra em còn cái bình này 350.000. Em có mấy cái hộp kia này, hộp để decor các bác này.
Bác có trưng ở nhà thì trưng 350 ngàn một cái. Bác thấy made in USA đây không? Đấy, 150 ngàn. Rồi, ngoài ra thì biến áp này các bác này. Này, con biến áp này này. Vào 0, 180, 200. Ra này 100V này các bác này. Đấy, đời 1994 mới 100% luôn. 700 ngàn. 500 VA 700 ngàn. Em đảm bảo với các bác, không các bác đi mua ở đâu mà rẻ bằng bằng em riêng về mặt biến áp. 700k. Hôm trước có một con nó về nó đẹp hơn này một tí nữa. Thì hôm đấy em lấy giá nó không được tốt lắm. 850 ngàn. Con này còn có 700 ngàn các bác này. Bác nào lấy đi nhá. 700 ngàn nặng 7kg. Bác thấy nó đẹp long lanh không? 700k. Tiếp theo là con này này. Các bác, em chuẩn bị em về được một lô này là đi hơn 100 con. Em toàn bộ em tháo từ máy thiết bị y tế. Các bác thấy dây đồng của nó là bao nhiêu. Nhưng mà con này chỉ nhà ai điện yếu thì các bác mua thôi nhé. 850 ngàn. Ừ, này nó vào này. Nó ra ấy các bác. Vào là 220 rồi. Nhưng mà nó ra ấy. Này nó ra 200 này. Ra 210 này. Ra 215 này. 220 này. 240V luôn. Đấy. Cái này là nguồn vào của nó các bác này. Nguồn vào của nó đây. Đấy. Còn đây là mấy cái nguồn ra này, 2, 4, 4, 4 nguồn ra. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ ra 4 cái nguồn như này. Nhà ai mà điện yếu thì các bác mua cái này. Nhưng mà các bác biết đặc biệt nó ở cái gì không? Nó tải 32A. Nếu 32 mà nhân cho 220 thì nó rơi vào tầm khoảng 5kg. Kinh. Nó nặng 8kg. Nó nặng lắm đó. Đấy, chỉ có 850 ngàn thôi. Nhà bác nào điện yếu thì mua. Ngoài ra sò này em vẫn còn này, 22 ngàn một con, sò Mỹ các bác. Sò Mỹ. Toàn bộ là sò Mỹ hết. Thanh này thì em để cho các bác giá 700 ngàn này. Các bác nhìn sò chất lượng. Biết sao cái sò Mỹ chất lượng vậy. Ở đây, tiếp theo là cái này các bác ơi. Này mới độc đáo này. Các bác thấy cái khay này không? 490 ngàn. Các bác để ốc yết thì đúng bài luôn. Nè các bác thấy không? Một ca này các bác phải để được á. Một ký ốc. Một ký ốc. Đấy. Nó dày 5 ly. Riêng cái vỏ này không. Riêng cái vỏ này không. Vỏ nhôm không. Nó nặng 4 ký hơn rồi. Các bác mà mua có 490 ngàn à. Các bác mua là các bác dùng cả đời luôn. Ốc ấy, thay vì các bác phải mua mấy cái khay xanh xanh ấy, các bác mua cái này thôi. Nhỏ này, có đánh số hết. Tại sao em bảo các bác mua cái này? Là bởi vì ốc ấy, các bác nhìn ở trên này này. Là các bác thấy là ốc loại nào, loại nào, loại nào, loại nào. Loại nào. Chứ còn như mấy cái khay nhựa xanh 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 các bác xếp tầng ấy. Các bác mà nhìn được cái ốc loại nào các bác phải ngó xuống, mất thời gian lắm. Các bác chỉ mua một loại này thôi, một cái khay này thôi là các bác chứa được đi 30 loại ốc khác nhau. Mỗi khay này các bác chứa được 1 ký ốc. Đây nhá, em xem cho các bác nhé. Này ba là bao nhiêu? Cái này này nó mới được có một xí à. 2 lạng. 1 2 cái này chưa được 1/5 mà được 2 lạng. Nghĩa là một cái này nó chứa được khoảng hơn 1 ký ốc. Đấy các bác thích cái nào các bác lấy lên. Đấy. Đẹp không các bác? Đây các bác thấy hay không? Đấy. Cái này em lấy từ phòng thí nghiệm ra đây các bác. Nó có mấy cái phôi của nó để trong này này. Mấy cái phôi cấy ghép hay cái gì đó. Đấy các bác nhìn tay nắm nó xịn sò. Tay nắm nó được phay nguyên khối như này. Khay ốc các bác nhé. 490 ngàn. Em nói từ nãy giờ em mệt đấy các bạn. Xong hôm nay em lại mệt nữa.
Hôm nay em lại mệt sẵn trong người nữa. À đấy, cái bộ này bên em vẫn còn các bác này. Để cái này xuống đây đi. Em view cho các bác cái này đi. Cắm cái này cho các bác ấy. Nhiều bác mua về chế ấy là ngon này. Cái này hôm nay em, cái lô trước em về em bán hết sạch thì các bác nhé. Lô này em về cho các bác thì nó đẹp hơn cái lô trước đấy. Đẹp hơn cái lô trước. Đấy. Các bác thấy em đấu điện em toàn có cái cầu nối này các bác. Cho nó an toàn. Mình nấu đấy, các bác cứ mở lên đóng lại là xong. Các bác cắm điện thoải mái an tâm. Không bao giờ mà rứt ra được. Các bác thấy này, nó đã bật rồi này. Các bác bật on lên. Đấy các bác nhìn này. Để đây các bác nhìn, nhìn không thấy đâu. Các bác nhìn cái trục, cái then này của nó là các bác thấy nó quay này. Đấy, là nguyên một bộ của nó như thế này các bác nhé. Đấy, bộ này hôm nay ấy, giá cực kỳ tốt luôn các bác. Có 800 ngàn một bộ thôi. Hôm trước là 900 ngàn đấy các bác. Đấy, các bác chỉnh lên này. Chỉnh lên các bác thấy nó đang chạy chưa. Đấy. Các bác mua chế quay vịt hay chế quay cái gì đấy. Đấy, nguyên một bộ của nó gồm điều tốc. Cho quay nhanh này. Thấy nè. Giờ em cho nó quay chậm này. Đấy, các bác chế quay vịt hay chế cái gì là đúng bài. Ok đấy các bác. Ngoài ra cái quạt đấy các bác ơi, quạt này các bác mua của em quá nhiều. Thật sự với các bác là quạt này các bác mua của em quá nhiều luôn. Em bán phải đến mấy trăm bộ quạt rồi. Rồi em view cho các bác nha. Này, hầu hết là em quạt NMB. Quạt này quạt Nhật Bản nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc cũng có, Thái Lan cũng có. Quạt này thật bác. Các bác phải đi nhé, cái loại mỏng này này. Giá là đồng giá 90 ngàn. Ngoài ra quạt 12V em cũng có, quạt 24V em cũng có. Các bác cứ inbox cho bên em. Còn cái quạt này nó dày hơn các bác này. Toàn bộ khung bằng nhôm hết thì nó 100 ngàn. Thấy tem của nó chưa? Đều vuông 12cm hết. Nhưng mà độ dày mỏng nó khác nhau. Quạt này các bác mà làm thông gió thì quá đẳng cấp luôn các bác. Đây. Em chạy thử cho các bác xem nhé. Chạy thử cho các bác xem. Đây. Từ từ em sẽ view cho các bác hai con quạt to kia. Cứ xong con này đã các bác. Xong con nhỏ này đi. Đây các bác nhé. Này các bác xem này. Quạt này. Chạy này. Mạnh lắm các bác nhé. Này mà làm thông gió bếp hay là để ở bàn mà thổi mát là vô tư luôn đấy. 100 ngàn một cái. Cái nhỏ này thì 90. Đều là quạt hàng hiệu. Các bác nhìn. Nhìn tem là các bác biết chất lượng rồi. Đấy. Dòng nhỏ hơn này thì 90. Đấy. Các bác nha. Các bác thấy giờ nó vẫn còn quay đây này. Nó còn quay tít mù khơi đây các bác thấy không? Cái bạc đạn của Nhật xịn lắm. Rồi, giờ em sẽ nói đến các bác này. Hai con này tại sao lại con 135 ngàn và con là 150 ngàn? Thì bởi vì như vậy các bác này, đều là quạt NMB hết. Size to này size 17, size này size 12 này, size này size 17, size 18. Nhưng mà con này là nó sản xuất ở Trung Quốc. 135 ngàn. 135 ngàn. Đấy, thật ra là nó y chang như nhau đấy các bạn. Nhưng mà con này nó 150 ngàn là bởi vì nó sản xuất ở Made in Japan. Mà rồi các bác nhìn ấy,
về cái độ cánh ấy, nó cũng ngon hơn. Cánh nó nhiều cánh hơn, nó cánh đa tầng. Đó. Cái con này thì em về đâu đấy được 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 ít thôi các bác nhé. Cái loại cánh có thể nó cánh này hoặc cánh khác, nhưng nếu các bác cứ lấy made in Japan nên là 150.000. Bây giờ em chạy thử cho các bác, cho các bác xem này. Quạt đấy thì cũng khá là đẹp đấy các bác. Quạt thì hầu hết là còn đẹp, chạy ngon. Rồi, em cắm cho các bác chạy thử nhá. Đây. Các bác nhìn nó cánh đa tầng này. Đây, em cắm này. Dây điện này nó bị sao ra. Em quay video có mỗi mình nên là hơi khó khăn các bạn. Có cái cậu em bảo quay mà toàn ngại thế, nên là toàn tự một mình làm ấy, nhiều lúc ấy. Cô đơn lắm các bạn. Em quay cho các bác xem cái này nhá. Này, quạt NMB này. Đấy, con này thì nó mạnh lắm. Con này các bác chế ở bếp hút bài, hút khói bếp là đúng bài luôn. Các bác thấy quạt Nhật nó chạy khác biệt không? Này các bác thấy này. Con này các bác chế hút bếp nhé. Nhà các bác nào có bếp ấy, chỉ cần lắp một con này thôi là gió đẩy ra ngoài hết. Thấy quạt Nhật ok không? Quạt Nhật chấm hết luôn quá. Đấy, các bác nhìn này. Nhiều bác hỏi em cái bàn xoay này lắm, nhưng mà em có mỗi một cái bàn xoay này thôi. Các bác nhìn này, nó nguyên là một cái tấm nhôm hết. Rất nhiều bác thích cái bàn xoay này của em. Hôm trước có anh kia trả em 1.6 triệu, 1.7 triệu, mà em bảo em có mỗi một cái thôi. Cái này thì nó hơi nặng các bạn, nguyên một cái đế nhôm. Đấy, hôm nay em lên cho bác cuộn dây này em vẫn còn các bác này. Cuộn dây này chỉ còn có một cuộn này 15m thôi. 15m, 1.5 triệu. Dây này là dây 6 chấm, lõi 6 chấm. Dây AVKG. Bác nào mà chơi âm thanh thì lấy cuộn này. Cái này thì 700.000. 3 lõi nhân 3.5. À 4 lõi. Dây Nhật nó mềm như bún các bạn. Mềm mà. Cái hay là cái bộ này các bạn. Xí nữa em sẽ vì ấy cái này ở cuối cùng. À đây đây đây, quên. Tủ điện. Tủ điện các bạn. Tủ này đẹp, long lanh các bạn. Này. Các bác này. Hai con timer, một con CB. 4 con khởi động từ. Các bác tính nhé. Em tính cho các bác này. 4 con khởi này em tính cho các bác ví dụ đi, 80.000. 8 × 4 = 32. Cộng với 2 con RLE này 80 nữa đi, em tính có 40 một con này. Là 400 đúng không? 400 mà cộng với 2 con này em tính cho có 80.000 thôi đấy. 8 × 2 là 16 đúng không? 400 cộng 16 là 560.000. Cộng với lại một mớ CB kia em cứ tính cho 560. Tính cho có 100.000 nữa thôi là 660.000. Đúng chưa? Cái tủ này các bác mà mua nó phải rơi vào 1.000.000 một cái vỏ tủ này rồi. Rồi đèn, rồi là nút chỉnh on off, nút nhấn. Đấy. Em bán cho các bác có 900.000 một tủ à? Em về được có 2-3 cái tủ này thôi. Các bác phải nhanh tay nhá. Cái tủ này đẹp hơn cả cái tủ đợt trước nữa. Đẹp hơn cả cái tủ đợt trước. 900.000 cái tủ điện. Các bác mà không nhanh tay là hết đấy. Các bác phải nhanh tay đi. 900.000 một cái tủ điện. Giờ con quạt này các bác nhé. Con quạt này nó vuông 60 này. Nó vuông 60 các bác nhé. Nó đi kèm với một tấm lọc dày 10cm này. Lọc bụi ở phía sau này. Bác nào mà lắp thông gió nhà hay lắp cái gì các bác phải chơi ngay con này cho em. Các bác phải chơi ngay con này nhé. Chơi ngay cho em con này. Con này thì quá ok luôn.
Này em cắm cho các bác xem này. Nó chạy điện 220V luôn. Này, các bác bật on lên này. Nó có sẵn điều tốc nhé. Các bác thấy chưa? Này nó bắt đầu nó chạy này. Cánh nó bằng nhôm các bác nhé. Vỏ này bằng sắt. Toàn bộ nó bằng nhôm. Đấy các bác mà. Cái này nó y chang như cái máy lọc bụi của các bác. Như nào nó như vậy đấy. Nhưng mà thằng này nó xịn hơn. Nó có điều tốc này. Đó. Mạnh này. Vừa này. Thấp này. Riêng bộ điều tốc này các bác mua đã tiền triệu rồi. Đây em bán cả cái quạt có 1 triệu 2 à. 60 nhân 60. Đang chạy đấy các bạn. Đấy nhà bác nào mà lắp thông gió lắp con này thì đúng bài luôn. Đẹp. Hàn Quốc. Các bác nhìn cái motor của nó. Một cái cổ motor của nó to 60-60. Nhôm. Nhôm hết các bác nhé. Nhôm. Điều tốc. Đó, các bác thấy chưa? Đi kèm với nó là một con lọc bụi này. Lọc cực kỳ sạch bụi luôn. Các bác thấy chưa? Đấy. 1,2 triệu một bộ. Bác nào lấy thì nhắn tin cho em nhé. Em về chỉ được có 10 con thôi. 60-60 là em nghĩ là hợp lý để lắp nhà đây các bạn. Hợp lý. Đấy. Ngoài ra con này các bác này. Các bác nhiều bác thích con quạt sò này lắm nhưng mà con này chạy cực kỳ êm. Quạt sò Nhật này. Nhưng mà nó lại. Con này nó là con sấy các bạn. Nó là con sấy. Là trong đây nó có sợi đốt. Mùa đông ở ngoài Bắc mà giờ quần áo không khô ấy. Hoặc các bác nào mà làm giặt ủi đi. Bây giờ em nói nha, các bác nào làm giặt ủi các bác phải lấy con này. Thay vì các bác giặt ủi kia các bác rất mất thời gian. Cái này các bác chế một cái thùng. Xong các bác lắp con này vào. Quạt này nó thổi hơi nóng. Toàn bộ cái bầu này nó là bầu sợi trở nhiệt ở trong này. Cắm điện CB đây. Các bác chỉnh được nhiệt độ này. Chỉnh bao nhiêu nhiệt độ này. Đấy. Đấy tắt đi là các bác thấy con rờ le nó nhảy. Đấy, thấy không? Con này của Nhật. Này, các bác thấy chữ của nó này. 4,5 kg. Đấy. Đấy, đế 27 này, đế quá cao luôn. Cái motor này của nó thì chấm hết luôn các bác. Cho các bác xem thông tin của nó nhé. Này. À, Sowadaki nó giống với lại cái con quạt màu ghi ghi hôm trước mà em ấy lấy cho các bác y chang con này này. Con này chạy êm lắm. Bây giờ em cắm thử điện cho các bác xem con này đi. Đấy. Bác nào mà làm giặt ủi thì lấy con này nhé, nhắn tin cho em. Hoặc các bác sấy gì đấy. Các bác mà sấy các bác mà sấy làm sấy chè hay sấy cái gì đấy thì các bác nhắn cho em quay cho các bác xem nhé. Nó chạy êm lắm này các bác xem này. Đấy. Chạy như vậy là quá êm rồi bác. Con này công suất lớn mà chạy như vậy là quá êm rồi. Đấy, nó thổi hơi nóng ra đầu kia. Thổi đây, cái bầu này nó ra nhiệt các bác này. Thổi ra đấy. CD. Cái này nó hút mạnh lắm các bác nhỉ. Đấy các bác này. Như kiểu nó hút tay đấy. Nhưng mà ở đây nó có cái lưới rồi. Lưới bảo vệ. Đấy các bác nhắn tin cho em. Riêng một bộ này thì nó quá chất lượng. Ngoài ra em bán cái này các bác nhé. Cái này này cái gói treo thơm. Tủ quần áo của các bác. Các nhà cao cấp bây giờ ấy, hay là nói chung là các bác mà gia đình có điều kiện ấy, thì sẽ treo cái gói này vào trong tủ quần áo. Nó vừa hút ẩm mà nó vừa tạo mùi thơm.
Đấy, gói này em bán cho các bác có 18.000. Gói này các bác mua ở Bách Hóa Xanh hay là siêu thị gì đấy, bây giờ nó đang bán khoảng 38.000 một bịch này. Đấy, 18.000 một bịch à. Các bác mua cho vợ các bác đi. Các bác mua chục gói mới có 180. Quá rẻ. Cái này là em thanh lý được nguyên đầu mối của em về được mấy trăm thùng. Đấy các bác check này, cái gói thơm magic hoa hồng này nhá, tú đậm này, treo tủ quần áo cực kỳ thơm. Cái này thì các bác để nhà cho thơm hoặc là trong vệ sinh, hoặc nhà vệ sinh. Cái này thì 25.000 một hũ. Các bác cứ sợt này, Pharen này, các bác sợt đi nó có hết đấy. Này các bác thấy không, Japan Palette Doshiki gì đây này. Đấy, gói này 25.000, 18.000 một gói này. Cái này thì 25.000 một chai. Đấy. Và bây giờ cái này các bác ơi, cuối cùng là thằng này. Em nói cái này, à cái tấm này các bác mua đi nhá. Tấm này em sắp hết rồi. Các bác mà treo để co như cái kia kìa, thì các bác lấy tấm này. Các bác lấy 2-3 tấm này đi. 2-3 tấm này các bác làm thì đấy, bác về làm trần nhà cũng đây. Em đứng lên cho các bác xem này. Em 60 cân, nó chịu tải kinh khủng lắm. Nó hợp kim nhôm. Không bao giờ mong móp méo, cong vênh. Không bao giờ. Đẹp. Tấm này phải nói là cực kỳ đẹp. Đấy, à đây, chết rồi, quên. Ngoài ra em còn 2 tấm nhôm tấm này. Bác nào ở Sài Gòn có lấy mua cái xe này em bán cho các bác này. 1.3 triệu một cái. Xe nâng tay thủy lực ấy. Đấy, mới. Em lên cho các bác cái này nhá. Nhôm tấm. Nhôm tấm các bác. Dày 2 phân. Dày 2 phân. Ngang khoảng 54 cm. 54 cm, cao 1 m. Nó rằng nó nặng vào khoảng 30 cân, 30 cân một tấm. Đây em có 2 tấm, chỗ này nó hơi bị khuyết vào một xí các bác này. Bác nào mà lấy 2 tấm đối đầu nhau ấy, làm cái mặt bàn quá đẹp. Đấy là các bác nào làm cơ khí hay cái gì chất chơi ấy, lấy 2 tấm này. Các bác quá đẹp, không có gì để chê. Ngoài ra hôm nay thì siêu phẩm là đây các bác nhá, siêu phẩm là đây. Hiện tại em đang chạy qua một con bình 12V này. Đấy em cắm điện cho các bác này. Đấy em chạy một cái bình 12V này thôi. Đấy Yamashita. Đấy các bác thấy chưa. Rồi nhá, bắt đầu này. Bắt đầu. Bây giờ là cứ có điện vào ấy là nó ấy đây. Cái này là cái bộ phát nhạc trên xe ô tô. Nhưng mà thằng này nó đặc biệt cái về này các bạn này. Nó là hàng cực kỳ cao cấp từ các nút bấm này. Bác nào mua của em mà bảo cái này đồ đểu ấy, em tặng các bác thêm tiền cơ. Bộ này bộ cũ trên mạng bây giờ nó đã bán khoảng 700 ngàn rồi. Cũ dích luôn. Tháo từ xe ô tô ra nó bán cho các bác 700. Còn đây của em nhá, em cho các bác xem. Nên là em không bán hàng đểu và em chỉ bán hàng độc thôi. Độc mà còn lại còn mới nữa. Các bác nhìn nhá, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện. Các bác thấy chưa? Cứ một hộp này là 2 con. Các bác thấy chưa? Này, em cho các bác xem này. Hàng này là hàng tháo từ xe ô tô của Nissan. Con này hình như là nó lắp trên con Nissan Navara. Xịn sò lắm. Em về chỉ được có mấy trăm bộ thôi. Các bác nhìn thấy nó xịn chưa? Nó tải được loa tối đa là 50W. Các bác cứ nghe thoải mái. Đây bây giờ em nói cho các bác này. Nó xịn ở chỗ này. Các nút bấm này. Các bác ấn không có một tiếng động mà cảm giác tay lực ấn nó rất là sướng. Cái này chất liệu, cái này bằng vỏ này. Có đài FM các bác nhé. Radio này. Media này. Đấy.
Piping Request Caption. Bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth để cho nó kết nối với Bluetooth. Đấy, thì bây giờ em để cho các bác như này. Là con này nó có chức năng này, đọc đĩa CD này. Đọc đĩa CD. Đấy. Đọc đĩa CD. Đấy, đọc đĩa CD. Rồi là radio này. Rồi cắm từ USB hoặc USB thì nó có cái dây của USB luôn. Và cắm từ chân điện thoại. Đấy, các bác thấy chưa? Cực kỳ đẳng cấp. Em bán cho các bác giá chỉ có vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bác con này các bác phải đặt hàng em. Đang về. Đầu nguồn mới chỉ gửi cho em một vài con em làm mẫu thôi. Đấy các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ, các bác chờ em để em kết nối với Bluetooth rồi em sẽ phát nhạc cho các bác nghe. Rồi các bác. Bây giờ nó đang kết nối với lại cái điện thoại của em rồi. Cái này nó mới về nên là em cũng phải dò các bác. Tại vì sao? Tại vì nó là hàng cao cấp các bác. Đấy, em có đôi loa của em này. Cái này các bác tải tối đa là loa 50W các bác nhé. Con súp này của em mới 50W này. Còn mấy con loa này thì chắc chưa được 50W đâu. Đấy, bây giờ em xin phép YouTube. Đấy. Nếu mà có bị bản quyền thì các bác cũng vào giúp em nhé. Bởi vì cái nền tảng YouTube này nó liên quan đến bản quyền, vất vả lắm các bác. Đấy, con này các bác nhá, cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, giá cũ bây giờ trên mạng các bác cứ search đi. Mà không được bao giờ được như này đâu. Con này ngon lắm. Nút nhấn này, nút nhấc này các bác thật. Đài FM này, radio này, đọc đĩa này. Đọc đĩa này, nghe nhạc từ Bluetooth, từ điện thoại này. Đấy, bây giờ em sẽ, đấy các bác nhé, em để đây đi. Rồi, em phát này, bật cái bài này của Trường Vũ. Các bác chỉnh to nhỏ đây nhé, nút của nó cực kỳ xịn các bác nhé. Các bác về có đôi loa là chỉ việc đấu vào là nghe thôi. Tải tối đa, cái này tải tối đa được 8 loa các bác nhé. À 4 loa. Đây em chạy có mỗi cái bình ắc quy thôi các bác ạ. Các bác mà có nguồn 12V mà mạnh như của nguồn tổ ong của em là chạy. Nó sẽ có một cái tiếng tạch 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 tạch. Cái dòng này mà xịn sò như này chỉ trên xe ô tô Mercedes thôi. Em đã từng ngồi con C200 rồi. Em chỉnh cái này nó y chang như này, không khác gì. Từ chất liệu các thứ này luôn. Thích vậy đấy các bạn. Giờ em chỉnh lên cho các bác nghe nhé. Các bác thấy chưa? Đấy. Em cần với các bác nhờ nút bấm của nó xịn sò lắm. Các bác nào mà từng ngồi xe ô tô của Mercedes ấy, các bác sẽ cảm nhận được cái nút ấn này nó y chang, không khác gì luôn. Không khác một tí gì cả. Không khác một tí gì. Nút bấm này các bạn này. Cái này em mới chỉnh có 19 thôi các bác nhá. Em mới chỉnh 19 thôi. Em chỉnh to hẳn đây này. Lối xưa về xa hơn, mây chiều gọi gió trời. Mai đây. Đấy, các bác thấy chưa?
kết nối này, con này có chín chức năng như này. Kết nối Bluetooth này, nghe đĩa CD này, nghe đài FM này, nghe USB này. Các bác nào mà có USB thì cắm vào USB, mà bây giờ có điện thoại hết rồi, các bác cứ Bluetooth mà bắt cho em. Tiếp theo là cắm vào cái jack này, jack 3.5 này. Bác nào mà không thích Bluetooth thì bắt cái này. Các bác mà đi đâu ấy chỉ cần một cái bình 12V thôi. Các bác nào mà làm ở rẫy hay ở gì ấy, các bác đầu tư một con này. Em chưa có giá cụ thể nhá, nhưng mà em báo với các bác này, nó chỉ rơi vào khoảng 700 ngàn đến hơn 700 ngàn một cái thôi. Mà so với cái giá cũ bây giờ trên mạng nhá, các bác cứ sờ đi. Đúng mà đầu đọc ô tô mà của Toyota hay là của cái gì đấy, con này là của Nissan Navara, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, này các bác thấy Nissan chưa? Đấy, mà đây của em là hàng mới 100% nhé. Cứ một thùng là hai cái, em về 300 thùng. Ừ, các bác nghe có giờ riêng chỉnh, nói chung là nó nhiều chức năng lắm các bạn. Đây các bác nhìn màn hình của nó, các bác thấy xịn sò không? Tiếng này, chọn ngôn ngữ này, đấy các bác cứ chọn này, đồ công nghệ này. Cái nút ấn này cũng thật rồi các bác này, này các bác vặn này, nó tạch 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 tạch, xịn lắm ấy. Các bác không mua là hết thì các bác tiếc. Riêng cái tấm nhôm kia đấy, em nói thật các bác nhá, bác ở Hải Phòng đã lấy của em 100 tấm rồi, bác của An Giang lấy của em hơn 100 tấm nữa, qua lễ này em sẽ gửi cho các bác nhá. Đấy, chứ không phải là em giới thiệu với các bác toàn hàng độc thôi, toàn hàng độc. Cái tấm đấy là em nói thật là em phải giữ lại khoảng 50 tấm để sau này em đề co các thứ. Và con này đẳng cấp lắm đấy. Nghe nhạc cái này các bác mà có cái phòng nghe nhỏ, các bác chỉ mua giá này là giá ấy thôi nhé. Sau này em sẽ lên một cái hộp của nó, cái hộp nhựa nó bo vào đây, em sẽ làm cho nó vuông thành sát cạnh. Đấy các bác, để còn hiện tại thì nó đang chỉ có cái vỏ này thôi bác ạ. Nó chỉ có cái vỏ này thôi. Đấy, các bác thấy Nissan nào. Đấy, các bác càng đánh loa mà khoảng 40-50W ấy thì nó nghe càng hay, nó càng toát lên được chất âm thanh của nó. Nó nhiều chức năng lắm các bác. Em không biết chỉnh, em mới về em cũng chưa mò được. Em mò em đấu được của nó hôm nay thôi. Và các bác nào em nhận đặt hàng từ hôm nay, bác nào mà đặt hàng hôm nay thì khoảng 10 ngày nữa em sẽ bắt đầu trả hàng cho các bác. Hàng đang về, khoảng 10 ngày nữa em sẽ bắt đầu trả hàng cho các bác. Các bác để ý nhá. Thôi các bạn, hôm nay ấy cũng nhiều rồi. Em cho các bác xem lại một vòng hàng hóa thì đây. À đấy, còn cái này nữa. Đã. Bây giờ các bác nào mà một hộp này cân sẽ bao nhiêu nào? 3 ký. Đá các bác, đá mài. Đá mài của Boss. Một viên này các bác mua lẻ bây giờ nó phải hơn 20 ngàn một viên. Hơn 20 ngàn một viên. Bây giờ chơi như này đi, nếu các bác mà mua lẻ thì là em để cho các bác 12.000 một viên. 12.000 một viên. Cái đá này đá xịn lắm các bác nhé, không phải đá hải dương đó vớ vẩn đâu. Này các bác nhìn tem mác của nó chưa, các bác cứ ra ngoài các bác mua xem có đúng một viên đá mài như này của Boss này. Cái này của nó là cái dây này nó có bằng sắt hết. Đá của Boss. Bác nhìn này, các bác thấy chưa, Made in Philippines này, các bác thấy chưa. Viên này các bác mua lẻ phải 20 ngàn. Em bán cho các bác bao nhiêu? Em bán cho các bác 10 ngàn một viên thôi. 10 ngàn một viên. 2, 4, 5 này. Đấy đi.
các bác nhá. Này, em bán để các bác dùng thôi, chứ em bán không có lời đâu. Cái này thật ra nó rất tốn tiền mà lời chả bao nhiêu. Lấy về thì em thấy nó hợp lý để em phục vụ các bác. Nếu bán lẻ ấy, cứ 10.000 một viên. Đúng chưa? Nếu bán lẻ là 10.000 một viên. Còn nếu mà bán nguyên hộp như này, nguyên hộp của nó là 20 mấy viên đây. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ví dụ các bác mà mua lẻ nhé, một hộp này là 250 đúng không? Nếu các bác mua lẻ là đấy. Còn nếu các bác mà mua cả hộp em để các bác chỉ có 100. Xem nào. Thì em để cho các bác một hộp này của nó gần 3 kg nữa. Đấy nhé, bây giờ các bác nghe này rõ này. Để em lấy bút em ghi vào đây. Đấy các bác nhá. Này, lẻ 10.000 một viên. Còn nếu bác các bác mà mua cả hộp 25 viên ấy, chỉ có 200.000 thôi. Bác nào mà làm thợ cơ khí hay cơ khiết gì mua đi, 200.000 một hộp 25 viên. Một cái hộp này ấy, em cho các bác là thợ cơ khí luôn, các bác dùng cũng phải 2-3 tháng mới hết các bác. Chắc phải 2-3 tháng mới hết. Này các bác nhìn viên đá nó xịn xò không? Made in Philippines. Em về cũng không được nhiều đâu, em về cũng được khoảng tạ. Tạ nó tính thì cái ba khoảng, em vậy là em có khoảng 100 hộp, 200 hộp là cùng. Nhưng mà có những viên ấy thì nó hơi mẻ cái này một xíu các bác nhé. Đi công nó về nó mẻ xíu nhưng mà nó không ảnh hưởng đâu. Các bác mua giá phục vụ các bác quá ok luôn các bác nhé. Hoặc nhà các bác mà có đá mài, máy mài tay, mua đi có 200.000 hộp à. Nếu bình thường các bác mà mua cái này đi là 20.000 một viên, 24, các bác phải mua gần 500.000 một hộp. Đấy, nếu các bác mua đây có 200.000 một hộp. Rồi, video dài rồi các bác. Rồi, em xin chào các bác nha. Ngoài ra em quay cho các bác xem mấy cái đồ vui vui vậy. À, cái này các bác này. Cái này bác nào lấy em để cho các bác 300.000 này. Nó là cái bộ ấy của cái trong phòng thí nghiệm ấy. Toàn bộ nó bằng nhôm. Các bác nào làm điện thoại hay cái gì ấy, để đây xong làm cái kính núp để đây. Mình cần chỉnh lên xuống to nhỏ để nhìn sản phẩm ấy thì lấy con này. 300.000. Nặng 4 kg đấy các bác ạ.